xin chào tất cả quý vị đang theo dõi livestream nhé. Và hiện tại thì Thu Hoàng đang ngồi cạnh nhà chị Hiên là mẹ của bé Nhàn. Và như quý vị cũng có thể vừa theo dõi thì đó là cận cảnh quá trình thực hiện xóa tràm bớp cho bé Nhàn trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chị Hiên ơi, em rất là muốn có thể trò chuyện và tương tác với chị trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Và chị có thể chia sẻ với quý vị được biết là với khoảng cách địa lý xa đến như vậy, mình từ Vĩnh Phúc mà mình xuống với Hà Nội để giúp bé Nhàn xóa những vết tràm bớp trên khuôn mặt ý, thì chị có thể chia sẻ với quý vị biết là mình xuống đây thì có khó khăn, có vất vả gì không ạ? Thì cũng vất vả tại vì đường xa, cháu nó nhỏ nữa. Vậy thì chị có thể cho em biết là xe xe à, chị bị xe xe đúng không ạ? Và chị có thể cho em được biết là chị biết thẩm mỹ YOLO qua kênh nào được không? Qua mọi người giới thiệu hay là mình biết được qua Facebook ra đâu? Mình biết được qua Facebook. Biết được qua Facebook đúng không ạ? Vậy thì trước khi mà mình đến với thẩm mỹ YOLO thì mình đã có tìm hiểu qua những cơ sở nào trước đây chưa chị? Có tìm hiểu với cơ sở nhưng mà mình thấy ở đây sai xóa thì chẳng bớt được thì con mình bị chán đây nên là mình xuống đây dạ vâng, mình sẽ xuống đây để mình xuống đây mình điều trị cho mình cho cháu đúng không ạ? Và sau buổi đầu tiên thì về chắc là chị cũng phải cảm thấy là cũng có một cái tiến triển gì tốt, thế nên là ngày hôm nay mình tiếp tục xuống đây để đăng ký cả một liệu trình cho bé nhà mình đúng không? Vì có rất là nhiều khách hàng bị những cái tràm bớt trong khuôn mặt này nhưng mà họ cũng chưa dám tự tin để đến với thẩm mỹ YOLO để xóa tràm bớp đâu vì họ sợ là sẽ không hiệu quả ấy. Thì chị có lời nào muốn nhắn gửi đến tất cả quý vị đang xem livestream để giúp cho họ có một cái động lực nào đấy để họ có thể đến với thẩm mỹ YOLO đúng không ạ? Đội ngũ bác sĩ ở đây thì rất nhiệt tình. Dạ. Không gian ở đây thì là sạch sẽ này, vệ sinh này. Dạ. Rồi thì là mình cảm thấy rất hài lòng nên mình đã quyết định điều trị cho con mình ở đây. Dạ vâng. Nên là ai mà có con có bị tràm bớt hay như nào đấy dạ. thì nên đến đây điều trị cho con càng sớm càng tốt dạ. càng đẻ lớn thì sẽ điều trị lâu dài và vất vả hơn. Kinh tế điều kiện nhà mình thì cũng không có đâu dạ. nhưng mà con mình nó là con gái mới thời bây giờ rồi đấy dạ. nó lại ở trên mặt, nó liên quan đến thẩm mỹ của con nên là mình phải điều trị dạ. mặc dù điều trị nó tốn kém hay đi lại nó vất vả xa xôi nhưng mình vẫn quyết tâm mình làm cho con mình dạ. biết là mất thời gian này, tiền bạc này, công sức này, sự kiên trì nữa, nếu mà không kiên trì cũng không đi điều trị được như này dạ. mình đi tìm hiểu suốt xem là chỗ nào làm được để mình làm cho con mình đấy, nhưng mà xong mình xem được trên này nhiều người làm khỏi đấy dạ. nhiều người còn bị nặng hơn thế này mà dạ vâng, nhiều vết còn sợ luôn. Con mình này vẫn là bị nhẹ nhưng mình vẫn quyết tâm điều trị cho cháu cho nó khỏi. À dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị Hiên. Và em cũng hiểu được là mình là một vai trò là một người mẹ đúng không ạ? Thế nên là mình mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con của mình đúng không ạ? À. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ chị Hiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Và Thu Hoàng cũng rất là mong muốn tất cả quý vị của chúng ta đang xem, đang theo dõi livestream này mà quý vị đang có những khuyết điểm trên gương mặt, ví dụ là những vết tràm bớp này, thì chúng ta hãy nhanh chân đến với thẩm mỹ YOLO nhé để được các bác sĩ cũng như chuyên gia tư vấn. Nếu quý vị đang có mặt tại cơ sở Hà Nội ạ thì quý vị hãy đến địa chỉ 208 Hoàng Ngân, cầu Giấy, Hà Nội. Còn nếu quý vị đang ở có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị hãy đến với địa chỉ 138A Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để được các bác sĩ cũng như chuyên gia tư vấn cho quý vị kỹ hơn nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng và chị Hiên phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị đang xem livestream đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo của thẩm mỹ YOLO ạ.